Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn đang xem video mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị ở cái video này là một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D. Nhắc đến những chiếc xe sedan mà cái phân khúc hạng D thì ví dụ như là Toyota là có xe Camry này, và Hyundai thì có Sonata này, Honda thì có Accord, Mazda thì có Mazda 6, và hãng Nissan thì là có chiếc xe Nissan Tiana đây ạ. Đây chính là chiếc xe Nissan Tiana 2.0 được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan về Việt Nam mình ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, cuối năm 2009 thưa với quý vị và các bạn ạ. Nhập về Việt Nam là năm 2010. Đăng ký đầu năm 2010 ạ. Và chiếc xe này thì đăng ký năm 2010 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Một chủ từ đầu từ cái đầu năm 2010 thì biển vẫn là biển 4 số ạ. Biển vẫn 4 số và chiếc xe đã lăn bánh được 13 vạn km rồi. Một chủ từ đầu và chiếc xe này còn nguyên hồ sơ tự quản, hai chìa khóa còn zin nguyên ạ. Chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp vì là một chủ từ đầu người ta đi sử dụng rất cẩn thận ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến vào cái khoang nội thất để xem về cái phần option cũng như là xem về chất lượng của chiếc xe này nó còn mới hay không ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng D thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Việt Nam mình là phân khúc hạng D nó tầm tiền là tầm tiền tỷ rồi, cho nên là chiếc xe rất là đẹp ạ. Thiết kế thì rất là sang trọng và lịch sự, nội thất là nội thất da cao cấp, ghế điện rồi ạ, và nội thất kết hợp với ốp vân gỗ rất là sang trọng ạ. Vô lăng được khâu da, tích hợp các phím điều khiển cruise control, cốp cũng là cốp chỉnh điện rồi thưa với quý vị và bạn, cốp chỉnh điện này, nâng chỉnh hạ đèn pha, và đồng hồ công tơ mét thì thưa với quý vị và bạn, chiếc xe này một chủ từ đầu và đã lăn bánh được 13 vạn km rồi. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết, thứ nhất là không có tua, còn nguyên bản hết. Chúng tôi mua về như thế nào thì chúng tôi quay lên đây cho quý vị và các bạn xem luôn ạ. Chúng tôi mua trong buổi chiều ngày hôm nay, tôi đã phát live stream trực tiếp vừa nãy, nhưng mà do cái video live stream trực tiếp hình như là do mạng nó có vấn đề, cho nên là chắc là nhiều quý vị và các bạn không được xem cái video đấy, nó ảnh hưởng của mạng ạ. Mạng thì nó lúc nó mạnh lúc khỏe, cho nên là tôi phát trực tiếp nó cũng không ổn định lắm, cho nên là tôi phải làm lại cái video này để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem. Về cái nội thất thì quý vị và các bạn yên tâm, chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Không phải là tôi nói là xe nào tôi cũng nói mới, xe nào tôi cũng nói là đẹp. Đẹp hay không là nó còn so với đời, quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này đời 2010, tức là model 2010 đấy ạ. Sau 10 năm sử dụng, nếu như so sánh cùng những chiếc xe mà cùng tầm đời thì chiếc xe này nó cực kỳ đẹp đấy ạ. Đây là cái phần nội thất của hàng ghế phía sau đây quý vị và các bạn ạ. Rất mới, rất là đẹp ạ. Tại vì là không phải chiếc xe nào nó cũng được đẹp như thế này đâu. Sau những năm tháng sử dụng thì là nó đẹp hay không nó còn phụ thuộc vào chủ xe có giữ gìn hay không, có đi ít hay đi nhiều, giữ gìn cẩn thận, nó dẫn đến cái chất lượng nó sẽ khác nhau ạ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, đây là chiếc xe ở cái phân khúc hạng D, cho nên là option thì tương đối đầy đủ rồi. Nội thất da cao cấp này, khóa thông minh, đè nổ, start top, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển, tích hợp sang số, xin lỗi quý vị và các bạn, tích hợp cruise control trên vô lăng. Đồng hồ công tơ mét chạy được 13 vạn km rồi đây ạ. Vô lăng bọc da rất là đẹp, và chủ xe đã độ lên cả cảm biến áp suất lốp, và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng mới thay cả dàn. Cho nên là quý vị và các bạn nếu mua chiếc xe này về thì quý vị và các bạn cũng yên tâm, không phải làm bất cứ một cái gì cả, chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Nếu muốn sang tên thì quý vị và các bạn có thể mất thêm mấy triệu nữa tiền lệ phí trước bạ để sang tên, và biển xe đã là biển xe Hà Nội rồi, cho nên không mất 20 triệu tiền biển. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đổi lên biển 5 số cũng được, hoặc là muốn giữ biển nguyên biển này cũng được ạ. Vì biển xe là biển 4 số nhưng mà bây giờ sang tên thì không bắt buộc phải đổi lên biển 5 số nữa. Đổi hay không là do quý vị và các bạn có muốn hay không thôi ạ. Đổi cũng được mà không đổi cũng không bắt buộc ạ. Ngày trước thì là bắt buộc đổi lên biển 5 số ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Nissan Tiana 2.0 2010 này thì xin hãy liên hệ theo số hotline, số Zalo là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc quý vị và các bạn có thể qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi xin phép được chào bán với giá là 365 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 365 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D này đấy ạ. Với 365 triệu đồng nếu bây giờ quý vị và các bạn mua chiếc xe Toyota Vios chẳng hạn thì cũng chỉ được chiếc xe đời từ khoảng độ 14-15 thôi. Đấy, nếu như mua Vios cũng chỉ được tầm 14-15, hoặc chiếc xe i10 thì được đời cao hơn một chút, khoảng độ 16-17 chẳng hạn như thế. Nhưng 365 triệu đồng quý vị và các bạn bỏ ra thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng D này rồi ạ. Và chiếc xe này thì còn tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này thì chủ xe đi cũng chăm sóc bảo dưỡng rất là đều. Từ những cái việc xước sát đến đâu là chủ xe sơn ngay đến đấy. Cho nên là bây giờ chúng tôi mua về chúng tôi cũng không phải sơn, không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mua về được lúc chiều và chúng tôi cũng chỉ có rửa đi thôi. Và quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Tuy một số chỗ nó cũng còn chưa được hoàn hảo lắm, nhưng cũng có thể chấp nhận được ở những chiếc xe mà sau 10 năm sử dụng rồi. Thưa với quý vị và các bạn, tất cả những cái phần táp lô, táp bi còn rất là đẹp. Đây là chiếc táp bi cũng đã được khâu bằng da thật. Táp bi bằng da thật kết hợp với nội thất ốp gỗ, nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp. Tại vì là nó ở cái phân khúc hạng D rồi. Ở Việt Nam mình thì những chiếc xe ở cái phân khúc hạng D nó cũng rơi vào tầm tiền tỷ, và nó cũng thuộc được xếp vào hạng xe tạm thời là gọi là xe sang. Và những chiếc xe này ở cùng phân khúc như Toyota Camry, Hyundai Sonata hoặc Honda Accord, nếu như giá mới ở những cái năm 2010 thì nó có cái giá tầm tiền bằng nhau, khoảng 48 đến 49 nghìn đô. Nhưng sau những năm tháng sử dụng thì chiếc xe Nissan này chất lượng thì vẫn rất là tốt, nhưng giá thành lại giảm hơn so với những xe khác. Tại vì thị hiếu của người Việt mình là dùng Toyota nhiều hơn những cái dòng xe Nissan, cho nên là giá nó giảm nhiều hơn so với những các dòng xe khác. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, với cái giá 365 triệu đồng và cái đời xe 2010 đến bây giờ thì giảm gần như là hết khấu hao rồi, không còn giảm sâu hơn được thêm tí nào nữa đâu. Nếu như quý vị và bạn bây giờ đi chiếc xe này khoảng 5 năm hoặc 3 năm có giảm hơn nữa thì không đáng kể nữa. Và đây là quý vị và bạn đang xem là cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe thì chúng tôi cũng cam kết là thứ nhất là nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, cho nên máy móc còn nguyên hết ạ. Chưa làm lại máy. Và cái động cơ này cũng rất là sạch sẽ. Chúng tôi mua về thì không phải dọn dẹp gì cả, để nguyên. Chúng tôi quay lên đây cho quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.